Quả cầu Dyson là một siêu cấu trúc giả định bao quanh toàn bộ một ngôi sao và hấp thụ một nguồn năng lượng tỏa ra từ ngôi sao đó. Đây là một khái niệm giả định nhằm giải thích cách một nền văn minh tiến bộ trong vũ trụ khai thác năng lượng từ ngôi sao. Mặc dù về mặt lý thuyết, những siêu cấu trúc này có thể tồn tại, nhưng việc xây dựng một cấu trúc như vậy vượt ngoài khả năng kỹ thuật của con người hiện tại. Do đó, nhiều người tin rằng nó chỉ được xây dựng bởi những nền văn minh ngoài trái đất đủ tiên tiến mà thôi. Mới đây, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã thực hiện một cuộc khảo sát lớn về các ngôi sao trong vũ trụ nhằm xác định sự tồn tại của quả cầu Dyson. Kết quả thật bất ngờ khi họ phát hiện ra 7 ngôi sao có khả năng là quả cầu Dyson trong lý thuyết. Nếu điều này là sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên con người phát hiện ra những kiến trúc của người ngoài trái đất. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đi khám phá! Khái niệm về quả cầu Dyson lần đầu tiên được nhà vật lý Freeman Dyson đề xuất vào những năm 1960. Ông đưa ra giả thuyết rằng một lớp vỏ hoặc một bầy vật thể bao quanh ngôi sao sẽ thu hút nguồn năng lượng phát ra từ ngôi sao để sử dụng cho mục đích công nghệ. Ông đã viết trong một bài báo rằng người ta nên mong đợi rằng trong vài nghìn năm sau, khi bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp, bất kỳ loài thông minh nào cũng sẽ được tìm thấy đang sinh sống trong một tầng sinh quyển nhân tạo bao quanh hoàn toàn ngôi sao mẹ của nó. Kể từ khi lý thuyết quả cầu Dyson được đưa ra, rất nhiều nhà khoa học đã cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu của nó trong vũ trụ. Bởi họ tin rằng nếu tìm ra quả cầu Dyson đồng nghĩa với việc phát hiện ra các nền văn minh tiên tiến ngoài trái đất. Mới đây, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thụy Điển và Vương quốc Anh đã bắt tay vào dự án được mang tên Project Hephaestus nhằm phát hiện những dấu hiệu của quả cầu Dyson trong vũ trụ. Họ đã sàng lọc kho dữ liệu lớn từ bản đồ sao được tạo ra bởi tàu vũ trụ Gaia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và những dữ liệu hồng ngoại được thu thập bởi hai dự án HIMARS và WISE của NASA. Sau những nỗ lực phân tích, cuối cùng họ đã được đền đáp bằng việc phát hiện ra 7 ngôi sao kỳ lạ có lượng hồng ngoại dư thừa bất thường. Sự dư thừa này không thể quy chụp cho tự nhiên. Các nhà khoa học cho biết, quá trình xác định các ngôi sao rất tỉ mỉ. Họ bắt đầu bằng 5 triệu ngôi sao, ưu tiên các ngôi sao cách trái đất chưa đầy 1.000 năm ánh sáng. Họ sử dụng các bộ lọc để cố gắng loại bỏ càng nhiều dữ liệu ô nhiễm càng tốt. Điều này là cần thiết bởi nhiều vật thể vũ trụ tự nhiên như các tinh vân hay thiên hà cũng phát ra những bức xạ hồng ngoại dư thừa nên họ cần phân biệt chính xác. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, các nhà khoa học kết luận tín hiệu dư thừa hồng ngoại của 7 ngôi sao đó rất có thể không phải của tự nhiên. Họ tin rằng chỉ có những nền văn minh cấp độ 2 trở lên mới phát ra được những tín hiệu tương tự. Nếu điều này là sự thật, 7 ngôi sao là cấu trúc quả cầu Dyson. Nó không chỉ xác nhận sự tồn tại của sự sống thông minh ngoài trái đất, mà còn cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về công nghệ tinh vi mà các nền văn minh đó sở hữu. Dường như họ đã phát triển công nghệ một cách đáng kinh ngạc, khai thác năng lượng của toàn bộ ngôi sao để đáp ứng nhu cầu của họ. Nghiên cứu đã được công bố và xuất bản trên tạp chí thông báo hàng tháng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia. Ngay sau khi được công bố, nó nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học đến từ Viện Tìm kiếm Trí thông minh ngoài trái đất SETI. Trong thời gian tới, họ sẽ phân tích kỹ lưỡng quang phổ quang học để hiểu rõ hơn về 7 đối tượng tiềm năng này. Điều đó sẽ giúp các nhà khoa học xác định chính xác nguồn dư thừa hồng ngoại có phải là siêu cấu trúc Dyson của người ngoài hành tinh hay không. Rất có khả năng, 7 ngôi sao này sẽ nắm giữ chìa khóa trả lời cho câu hỏi chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không? Matthias Suozzo, tác giả chính của nghiên cứu,
đồng thời là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa vật lý thiên văn của Đại học Uppsala của Thụy Điển cho biết: "Chúng tôi khó có thể tìm ra lời giải thích cho những nguồn này vì chúng tôi không có đủ dữ liệu để chứng minh nguyên nhân thực sự của ánh sáng hồng ngoại." Ông nói thêm, chúng có thể là các quả cầu Dyson vì chúng hoạt động giống như các mô hình của chúng tôi dự đoán, nhưng chúng cũng có thể là thứ gì đó khác. Các ngôi sao ứng cử viên đều là sao lùn đỏ, loại sao phổ biến nhất trong thiên hà của chúng ta. Chúng cũng mờ hơn và nhỏ hơn mặt trời, khiến cho việc quan sát và theo dõi trở nên khó khăn hơn. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu các ngôi sao có hành tinh xung quanh chúng hay không, vì chúng vẫn chưa được quan sát bởi bất kỳ kính thiên văn nào có khả năng phát hiện ra các hành tinh quay quanh. Các nhà khoa học cho biết thêm, mặc dù những bằng chứng này không mang tính kết luận, nhưng nó cung cấp một gợi ý hấp dẫn rằng khu vực lân cận vũ trụ của chúng ta có thể đông dân hơn chúng ta tưởng tượng. Còn nếu nó đến từ tự nhiên, ánh sáng hồng ngoại dư thừa của 7 ngôi sao có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ngôi sao được quan sát xếp chồng lên thiên hà ở phía sau. Bởi vậy, 7 ngôi sao kỳ lạ này cần được quan sát và phân tích kỹ hơn bởi các kính viễn vọng chuyên dụng trong tương lai, chẳng hạn như James Webb. Khi được hỏi, nếu quả cầu Dyson thực sự tồn tại, chúng có thể được sử dụng để làm gì? Tác giả chính Zozo cho biết, nếu bạn hình dung chúng ta có nhiều năng lượng như mặt trời cung cấp mỗi giây, chúng ta có thể làm những điều chưa từng nghe đến. Chúng ta có thể du hành giữa các vì sao, thậm chí có thể di chuyển toàn bộ hệ mặt trời đến vị trí ưa thích của chúng ta nếu chúng ta muốn. Nhưng bạn đừng quá lo lắng vì công nghệ và nguyên liệu thô cần thiết để xây dựng các công trình giả thuyết này nằm ngoài khả năng của con người. Chúng lớn đến mức mọi thứ chúng ta có trên trái đất sẽ không đủ để xây dựng chúng. Suozhou nói thêm, Freeman Dyson đã nói rằng chúng ta nên tháo dỡ sao mộc, toàn bộ hành tinh để lấy nguyên liệu thô. Còn giáo sư thiên văn học Jason Wright, đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học Penn State, Mỹ, cho biết, tầm quan trọng của nghiên cứu này là nó cung cấp bằng chứng mạnh mẽ đầu tiên cho thấy không có nhiều quả cầu Dyson trong thiên hà của chúng ta. Trái ngược với kỳ vọng của một số người rằng, chúng có thể là giai đoạn kết thúc tất yếu của quá trình mở rộng công nghệ ra ngoài hệ mặt trời của chúng. Nhưng bất kể chúng là gì, 7 ngôi sao này cần được quan sát và phân tích kỹ hơn trong tương lai trước khi đưa ra những kết luận cuối cùng. Còn theo quan điểm của bạn thì sao? Bạn có tin vào những siêu cấu trúc như quả cầu Dyson hay không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Đến đây, video của Top Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thân ái, chào tạm biệt!